Bằng Chứng Thép từng là series phim truyền hình đình đám của TVB Hồng Kông kể từ thập niên 2000. Và mới đây, Bằng Chứng Thép 5 đã trở lại nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập đài truyền hình TVB. Dừng xe lại! Dừng xe! Phim tiếp tục là những câu chuyện về hành trình phá án đầy cam go, kịch tính của đội ngũ nhân viên thực thi pháp luật khi đối đầu với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Rồi sẽ có ngày tìm ra được hung thủ. Lúc còn nhỏ, tôi đã không có ba má ở bên cạnh nữa. Có tên hung thủ giết chết ba tôi ở ngay trước mặt tôi. Với sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh Quỳnh Tông Trạch, Viên Vĩ Hào, Thái Tư Bối, Hồng Vĩnh Thành, Vương Mật Dĩnh, một siêu phẩm điện ảnh xứ Cảng Thơm sẽ ra mắt khán giả từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, chỉ có trên truyền hình Bến Tre.